Nghi phạm Khalusa được cho là đã cắt lưới kim loại trong phòng giam và trèo qua tường rào để trốn khỏi trại giam tại đồn cảnh sát Nairobi, Kenya. Đại diện phía cảnh sát tiết lộ nghi phạm Khalusa trốn khỏi trại giam vào tối ngày 19 tháng 8, theo giờ địa phương. Đến sáng ngày 20 tháng 8, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã biến mất và ngay lập tức tiến hành truy lùng. Cùng ngày 20 tháng 8, một viên chức cảnh sát tại khu vực Nairobi cho hay nghi phạm Khalusa đã trốn thoát cùng 12 tù nhân khác. Ông Mohamed Amin, người đứng đầu Tổng cục Điều tra Hình sự Kenya, cho biết nghi phạm Khalusa sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, đồng thời chia sẻ thêm rằng cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và sẽ sớm có hành động thỏa đáng. Trước việc Khalusa trốn thoát khỏi trại giam, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã bày tỏ sự bất mãn, thậm chí có phần quan ngại về cách thức mà nghi phạm qua mặt cảnh sát. Vụ giết người hàng loạt đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Kenya sau khi giới chức nước này phát hiện nhiều thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn tại mỏ đá bỏ hoang Mukuru ở thủ đô Nairobi ngày 12 tháng 7. Ba ngày sau khi tìm thấy các thi thể, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ Khalusa. Sau đó, nghi phạm 33 tuổi này thú nhận đã sát hại 42 người phụ nữ, bao gồm cả vợ mình, kể từ năm 2022.